ra cái đầu tiên dính còn chuột bóng con. Ê, ê, cái đầu vậy? Hê, hết hồn. Này, xưa lại, u con này quá bự đây mà. Đó, cái đi ra nè. Thường, ký mốt. Đâu, ký mốt cái gì nữa. Lượng cũng xin chào hỏi anh em đam mê bẫy chuột và tất cả quý cô chú anh chị đang xem video qua màn ảnh nhỏ trên kênh Công Chiều Vlog nha. Thì cho Lượng gửi lời chúc lời chào đến tất cả quý cô chú anh chị. Cảm ơn mọi người đã đồng hành ủng hộ kênh suốt trong thời gian qua. Thì sáng hôm nay Lượng vẫn tiếp tục hành trình đi thăm bẫy chuột mọi người ơi. Thì sáng nay Lượng ra cánh đồng này. Cánh đồng này thuộc về hướng cầu Láng Giang nha. Hôm qua Lượng lên cánh đồng này Lượng đặt được 44 cái luôn nha. Mỗi chỗ là Lượng chai cái vài cái. Đó. Thì sáng nay Lượng đi thăm. Và Lượng xin mời tất cả mọi người cùng trải nghiệm thăm mấy chuột đồng chuột cống nhâm cho vui nha. Thì sáng nay mới ra cái đầu tiên anh em. Mới ra cái đầu tiên dính còn chuột cống con. Đi đâu chi mà sớm dữ vậy. Hết hàm luôn nè. Một cái đặt ngoài này một cái nữa, đặt hai cái mà nó đi ra con cái à. Rồi cái đầu tiên dính luôn anh em ơi. Hai cái đây, lấy cái vỏ theo, lấy cái vỏ theo đây, họ xách vỏ ở đây mình đặt tổng cộng được 20 cái luôn. Qua mình hết chỗ đặt mình dí đặt chục lúa luôn. Ở đây còn con cung bự anh em ơi. Rồi cái này mình phải bắt ra đi cho chắc ăn. Đây. Đó. Đó anh em ha. Đó nó nằm trong tay chị nè. Mình lấy ra. Gà vô đây rồi sao biết đấy nè. Đặt hai cái. Hai cái không dính gà trước đi. Đặt chuột cũng khổ hơn nè. Ở bên kia chục con đi thì giờ bên đây chục mẹ đi phải rồi. Ôi này ơi. Đây con thứ hai. Ui. Con này nó cũng khê nha. Con này cắt được 6 lạng đó nè, bích lụp luôn. Đây. Ây ây. Thôi bỏ vô đó. Hai cái dẹp phê à em ơi. 4 cái với 2 con. Không được. Vậy là ổn rồi. Có được con nhum khè là phê rồi. Rồi tiếp tục. Đây dính con chuột lúa nữa. Đây. Ghét không? Đà dính bự bự thấy hàm. Dính ảnh vô có chút xíu. Tiếp tục anh em ơi. Giờ thăm được 5 cái dính 3 con. Dính con chục cột nữa. Chục lúa. Trời ơi không con nữa. Đâu mà đi ra đây nhiều vậy. Quái chướng. Rồi 6 cái. 6 cái dính được 4 con. Cánh đồng lúa này thì một bữa nè. Một bữa nữa, bữa hai bữa nữa là người ta cắt rồi đó nè. Mình tranh thủ mình đặt. Trời ơi quên. Trời ơi hai này 20 cơm 20 cấm vậy. Rồi tiếp tục anh em mới dỡ được 6 cái 4 con nè. Đây tiếp tục cái bờ gào này. Đây con khúc này mình đặt đây tổng là mười mấy cái luôn. Đây đặt 50 lúa bự quá nè em ơi. Đặt về cũng hàm nữa kệ. Có dính là mừng rồi anh em ơi.
Đó, phê không? Tiếp tục, tiếp tục. Bây giờ đi đặt chuột nó cũng khó khăn lắm. Nên thừa cái luồng này đi ra im lên em ơi. Dễ mà nó không đi. Hai cái luôn. Cái luồng tham lam dí cho hai cái tới lưng nó bự nó ra. Dí cho hai cái luôn. Ê, ê, cái đâu vậy? Hư, hết hồn. Ừ, cái này kém sạc, kém sót luôn em ơi. Đây, 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 đây. Đây, ừ, có nè em ơi, có nè em ơi. Nhờ nhà cứu viên, nhờ cứu. Mình cứ nghĩ mình đẩy chục lúa thôi, mình không có nghĩ là mình đẩy chục cấm luôn á. Sẽ sửa lại cho chắc ăn anh em ơi. Nói chung giờ mình bảo quản đại sản cho nó kỹ. Đi tới nó khè cái hết hồn luôn. Đó, nói chung là mình đi rút kinh nghiệm nha, mình cũng chia sẻ với anh em. Đó, những cái đám lúa chín chín vậy nè, là chục cống á. Nó rất là thích luôn á. Trời ơi, cái này xảy ra anh em ơi. Luồng này đi ra im nè. Vậy mà đặt cái bẫy về nó trong ngược ngang bên thôi, có cái chín cái sảy với lá dính hoàng, hy vọng cái này dính hoàng gì vậy? Rồi trời ơi, đại ca, ai nói đại ca không đi, đại ca là bị đại ca này nửa ký luôn. À, đây đây đây, đại ca này không quan tâm nữa. Lúc rồi bà chị kia bà ăn hết bệnh rồi, mình nên bà không ăn. Đây đây, con gì? Ôi, tưởng đâu chục lúa, bà chục cắm. Ôi, chục lúa. Cái cũng được này mà, nói chung có dính là mừng hả. Đây, 20 cái này. 20 cái này. Đây, đặt ngoài này. Đặt xa xa ra, rồi có chục cắm mà không đi. 20 cái này dính đều. Trời ơi, cái này vậy mà xảy, trời ơi. Trời ơi, 4 cái này luôn. Mấy cái này là mấy cái im không mà sao kỳ vậy ta. Đeo cái luồng ra nè. Luồng ra nè em coi nè. Luồng ra chà bá vậy đó. Vậy mà đặt 4 cái bẫy này không có dính con nào, ghê. Dễ mới ghê chứ. Coi nè. Đó, cái hàng chờ bá vậy đặt đây vậy mà sao chứ uốn vô nha. Tâm đó còn được chục lúa. Cái này hai cái. Từng còn chục lúa nè em ơi. Hai cái này nó hết nè. Đây. Chục lúa hả? Lúa mày trả lời mày. Hai cái nữa, hết 7 rồi nè, 20 cái. Nói chung 20 cái này dính được mấy con đây. Rồi, cho mình gom 7 gành em ơi. Rồi, sáng giờ 20 cái được như đây anh em ơi. 2, 4, 6, 8, 9 con. Này được 2 cống nhum nè, phải được 3 cống nhum bự bự gì cũng được. Quyển công làng này bự chà bá lửa hay gớm được chứ. Ấp máy đi, tiếp tục nhìn em. Ôi trời ơi, giấu đi nè. Mới đi tối luôn, trời ơi, chục mẹ bự. Đi được nào trời. Ý, vậy mà sao mình không phát hiện ra, nó đi xuống mấy nước nó uống. Mùa này mùa khô. Rồi giờ này trong này lại bẫy được mấy cái nữa nè, 5 cái. 5 cái bên kia, 5 cái nữa, 10 cái. Là mình còn 20 cái nữa. Ở dưới trên đường về mình bẫy thêm 10 cái nữa nha anh em. Là 20 cái. Sáng giờ 24 cái dính được 10 con rồi. Còn 10 cái này không biết sao đây. Xin mời anh em cùng trải nghiệm tiếp tục. Vô. Luồng này thường ngày đi mà sáng nắng đi ta. Hôm nay luồng chục cơm mà. Nó cũng không đi luôn á. Này tới đây nè mày, sao không? Trời 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 trời. Ấy ơi.
đâu rồi, nghe đâu kìa vậy? À, con này con bự lên theo mà. Đây đây đây. Sửa lại sửa lại. Ủa, con này quá bự đây mà. Đó, cái luồng đi ra đó. Trời ơi, khuê. Con này già này mù. Cái 5 cái này dính con này là đủ tiền rồi. Rồi đem sửa lại cho chắc ăn này mà. Nghe nó khè cái quýnh hết trơn, không kịp dở cái này luôn em ơi. Ngốc mà vô vậy mà chưa kịp bật. Rồi. Con cá trong này cũng em ơi. Ôi, đó em thấy cái luồng đi ra. Đặt thì đặt đại, đón luôn chục cơm thôi. Hy vọng cái này. Không. Sập vào giống gì ấy. Đó, trời ơi anh em ơi, chín cái này. Em coi nè, chín con kém nè. Ơi tức không, cái này xảy thì vô cũng xảy thật là quái trưởng. Ôi ơi vậy mà lúm được con chuột cắm cho bá. Thôi được rồi anh em, như đó là mừng rồi. Ở đây cho anh em coi cái còn không, đừng có chạy nha. Ôi con này già anh em ơi, con này bích lập nữa rồi nè. Hồi về nhà mình cân thử coi được nhiêu, con này chắc mình đón khoảng chừng 8 lạng trở lên đó. Đây được 3-4 con vậy cũng được nha mưa. Trời ơi nó khuê. Thôi đốt máy đi tím mày. Trời ơi con chuột gì vậy? Trời ơi. Chuột cái này cũng dính nữa. Trời ơi. Trời. Quả trưởng anh em, chúng nó chụp kiếm chuột gì chứ, chuột mới đẻ. Thôi ở đây mình đưa ông xong anh em, về dưới còn 10 cái nữa. 10 cái này đặc chất quốc, cái này có dính có 2 con. Rồi tiếp tục anh em ơi, ở đây mình đặt được 6 cái, hy vọng 6 cái này dính được 1 cặp con nhum. Rồi vô anh em ơi, vô. Từ cái đầu tiên vô luôn. Đây. Ồ con này bự quá. Khuê. Sửa lại anh em ơi. Sửa lại cho nó an toàn. Đây. Được 1 con đầu tiên. Rồi. Nằm lá chơi tí đi. Anh còn dở thêm 5 cái nữa. Hy vọng 5 cái nữa dính hết luôn nha. Đây cái này không vô nè mà. 2 cái quay đầu dính 1 cái à. Con. Phê. Ở đây mình có đặt cặp nữa nè mà. Này vậy mà khóc ma vô hại đời mình thiệt. Nên coi. Luộn đi ra nó ăn. Luộn im vậy. 2 cái nè, còn 2 cái nữa. 2 cái nữa đặt múc này. Đây mà thăm dễ nút luôn. Tình con ốc ma. Mới vô cái đầu tiên dính thấy ham. Anh đâu ta. Dính lên chục lúa hay gì rồi. Dính chục lúa có chục xíu. Quái trưởng. Hay được anh chuột con nhum á, khuê. Lúa béo bèo, tiếp tục còn 1 cái cuối cùng. Hy vọng như nè. Cái cuối cùng hy vọng với nặng con nhum nữa thôi là mình hài lòng. Không còn gì để bàn cãi. Sắp rồi. Quá đẩy lại đang lên. Trời ơi. Thì tình nữa. Cái chuột này không biết đi chi không biết. Hai con chuột có chút béo quèo. Rồi. Mình còn 4 cái 7 nữa này mà chút xíu là anh kia mình thăm mình dở luôn. Đây. Ở đây. Anh em coi sống sa mạc.
ruộng này cũng y như ruộng bậc thang, ở trên đó cao, cái này cao, cái này có thấp. Ở đây cặp cái hàng cây đó còn được 4 cái nữa anh em ạ. Rồi đi tới chỗ rồi mình dở rồi mình quay luôn nha. Rồi tới thấy anh em ơi, sụp không? Trong cái đường này ra sụp dính con cái đường này mà nó không sụp. Trời ơi, không sụp cái đường đó thì chỉ có đi húp cháo thôi. Rồi cái cuối dính con ốc ma luôn em ơi. Rồi hết bẫy. Bốn cái này dính được con chuột cơm. Rồi mình cũng móc máy luôn em ơi. Máy đem về nhà, đem nhà rồi mình cổng kết thành quả luôn nha. Là quả trưởng thiệt chứ. Hôm nay thất bại nữa rồi. Rồi mình cũng về tới nhà rồi anh em ơi. Giờ mình lấy thành quả ra nha. Ui dồi, con chuột nó bự nè. Đây là con chuột to. Đang con nè. Thấy mấy chuột lúa là thấy quải trưởng rồi. Làm lấy cần thử con này em. Con này con đực. Ủa con này bự. Được con duy nhất á. Đây chục cơm. Như vậy. Thầy siêu to khổng lồ. Ghê thiệt. Rồi lùm bẫy không cũng xỉu nữa. À đại ca nè. Ui giật đại ca đi. Này đừng con bự nữa anh em ơi. Lúa cắm con. Này cắm con. Chứ thấy vậy chứ cũng nhiều lắm á. Đây được anh bự nữa nè. Đại ca hay là lúa. Rồi mình cũng xin tổng kết thành quả hôm nay anh em ơi. Ngày hôm qua mình đặt được 4 cái thì sáng nay mình đi dở thì được bao nhiêu đây chuột để đếm ơi. 2 nè, 4 nè, 6 nè, 8 nè, 10 nè, 12, 14, 16 con. Cũng có bằng ngang qua ta. 16 con nhưng mà này có được 4 anh chuột con dùm bự nè. 1 2 3 4. Con này quá bự luôn nè. Em lấy cần thử con này em. Để em cần thử con này coi anh em. Cần thử con này coi. Con này chắc đã ký rồi đó. 8 lạng cho lên đó. Rồi video clip bẫy chuột mình đây cũng xin kết thúc nha. Anh em nào có nhu cầu thịt chuột nè, bẫy chuột thì liên hệ số điện thoại mình ghi trên màn hình nha, hoặc để dưới phần mô tả nha anh em. Rồi thôi giờ xin chào anh em nha, hẹn anh em những video tiếp theo nha. Ừ, ký mốt. Sao ký mốt còn gì nữa. Ông bóng bự là được nha, 2 kg không? 2 kg khỏe. Trời. 3,5 kg. 3,5 kg là còn nhiêu? 3 kg còn 2,5 kg. 4 con mà 2,5 kg luôn, ghê thiệt.